Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Lực lượng Hezbollah cho biết họ đã phóng nhiều rocket và máy bay không người lái UAV chứa thuốc nổ nhắm vào sâu trong lãnh thổ Israel. Họ cũng nhắm vào một số vị trí, doanh trại và bệ phóng tên lửa Iron Dome của đối phương bằng số lượng lớn rocket. Cụ thể, họ đã triển khai cuộc tấn công bằng 320 quả tên lửa Katyusha nhằm vào 11 căn cứ quân sự và doanh trại của Israel, bao gồm căn cứ Meron và 4 địa điểm ở cao nguyên Golan. Theo phía Hezbollah, đây là giai đoạn tấn công đầu tiên trong chiến dịch trả đũa của họ. Sau vụ ám sát chỉ huy Fuhasuk vào cuối tháng 7, Hezbollah cho biết mục tiêu là các căn cứ quân sự để tạo điều kiện cho máy bay không người lái di chuyển đến các mục tiêu mong muốn sâu bên trong Israel và máy bay không người lái đã bay qua theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, đài truyền hình Al-Maidin của Liban đưa tin Hezbollah đã phóng hơn 70 rocket về phía tây Anzalin, trùng thời điểm với các cuộc tấn công trên không từ nhiều vị trí. Các quả đạn của Hezbollah nhắm đến các khu vực sâu trong thành phố Galilee, miền tây Israel và khu vực Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Vụ tấn công được thực hiện sau khi Israel triển khai một loạt cuộc không kích dữ dội vào miền nam Liban. Israel gọi đây là hoạt động phủ đầu khi ghi nhận nguy cơ tấn công nhằm vào miền bắc nước này. Ngay trước đó, Israel cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu Hezbollah. Các máy bay chiến đấu của không quân Israel đã được triển khai để vô hiệu hóa các mối đe dọa tập trung vào những vị trí của Hezbollah, gây ra mối nguy hiểm trực tiếp cho thường dân Israel. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã triệu tập cuộc họp nội các an ninh và hủy cuộc họp nội các thường kỳ trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Israel trong vòng 48 giờ tới, từ 6 giờ theo giờ địa phương ngày 25 tháng 8, tức 10 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Báo động cũng đã vang lên tại miền Bắc Israel, trong khi hệ thống vòm sắt đã bắn hạ một số tên lửa từ miền Nam Liban. Dịch vụ cứu thương của Israel cũng trong tình trạng báo động cao trên khắp đất nước. Trong tin nhắn trên ứng dụng Telegram, quân đội Israel kêu gọi người dân sinh sống gần nơi Hezbollah hoạt động rời đi ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Người phát ngôn của quân đội Israel, Daniel Hagari, nêu rõ, các thông tin cho thấy Hezbollah tấn công từ miền Nam Liban và hành động này của Hezbollah không chỉ kéo người dân Liban, người dân Israel mà cả người dân toàn khu vực vào một cuộc xung đột ngày càng căng thẳng mặc dù Hezbollah và Israel đã triển khai nhiều cuộc tấn công đáp trả nhau qua biên giới với cường độ nhất định kể từ khi cuộc chiến của Israel ở giải Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, nhưng vụ việc này đã đánh dấu một mức độ gia tăng căng thẳng mới. Hezbollah vừa tiết lộ một đoạn video mới hé lộ các đường hầm bí mật chứa vũ khí của họ được cho là lời cảnh báo gửi đến Israel trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai bên. Theo AFP, động thái này là một phần trong chiến lược lâu dài của Hezbollah trong trường hợp xảy ra một cuộc giao tranh lớn với Israel. Với tiết lộ mới về hầm ngầm vũ khí này, Hezbollah dường như muốn nhấn mạnh khả năng phòng thủ của mình và gửi đi thông điệp rằng họ đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào trong tương lai. Đoạn video dài 4 phút rưỡi của Hezbollah cho thấy một hệ thống đường hầm ngầm đủ lớn để chứa cả đoàn xe tải. Những chiếc xe tải này dường như đang vận chuyển tên lửa và bệ phóng ở cơ sở Imad 4, được đặt tên theo chỉ huy cấp cao Hezbollah. Imad Muknie, người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Damas năm 2008 mà Israel bị cho là thủ phạm. Ông Nicholas Blanford, chuyên gia về Hezbollah tại Beirut và thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định rằng đoạn video có thể là một lời cảnh báo đối với Israel. Hezbollah dường như muốn nhắc nhở Israel về khả năng triển khai vũ khí mạnh mẽ của mình nếu cuộc tấn công của Israel trở nên quá mạnh. Trong khi đó, ông Hani Farid, một chuyên gia pháp y kỹ thuật số tại đại học california berkeley cho biết đoạn video dường như không phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng một số phần của video có thể kết hợp các cảnh quay cgi cổ điển ám chỉ đến hình ảnh do máy tính tạo ra chuẩn tướng đã nghỉ hưu người liban monia chd cho rằng đoạn video cho thấy hệ thống đường hầm của hezbollah rất sâu lớn và phức tạp làm tăng độ khó khăn hoặc thậm chí không thể tiếp cận đối với israel những đường hầm này được xem như một yếu tố chiến lược quan trọng trong khả năng phòng thủ của hezbollah iran được cho là hỗ trợ hezbollah cũng đã xây dựng các cơ sở ngầm tương tự trên khắp lãnh thổ của mình đại sứ quán tehran tại beirut cho biết họ gọi các cơ sở tên lửa ngầm của mình là thành phố tên lửa cho phép các lực lượng iran tấn công đối phương từ bất kỳ đâu trong nước đoạn video của hezbollah dường như muốn nhấn mạnh rằng những thành phố tên lửa tương tự cũng tồn tại ở miền nam Liban, một khu vực mà Hezbollah có sự hiện diện mạnh mẽ. Nhà phân tích quân sự Hisham Jabe cho biết, đến nay rất ít thông tin về các bong ke và đường hầm ngầm tối mật của Hezbollah được tiết lộ. Ông cho rằng Imad 4 chỉ là một trong số hàng chục cơ sở tương tự, với địa hình núi non ở miền nam Liban là nơi lý tưởng để xây dựng các cơ sở này. Các máy bay chiến đấu của Israel sẽ khó lòng tiếp cận các đường hầm được trang bị đầy đủ này, nơi các thành viên của Hezbollah có thể hoạt động trong nhiều tháng. Ông Onam Misrahi, một chuyên gia về Hezbollah tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia INSS có trụ sở tại Tel Aviv cho biết Israel đã biết về sự tồn tại của các cơ sở ngầm này từ lâu và có kinh nghiệm đối phó với các đường hầm của Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, việc đối phó với hệ thống đường hầm của Hezbollah sẽ là một thách thức lớn hơn nếu xung đột toàn diện nổ ra. Theo nhận định mới đây của cựu nhà ngoại giao Ấn Độ MK Badrakuma trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel. Thông tin mới từ Tel Aviv cho rằng Tehran đang lúng túng trong việc quyết định liệu có nên trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh hay không. Tuy nhiên, việc Iran chưa có hành động cụ thể đã làm dấy lên nhiều giả thuyết, trong đó có việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian có thể đang điều chỉnh chiến lược răn đe và kiềm chế những người theo đường lối cứng rắn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC cũng như phản đối mọi biện pháp cực đoan nhằm vào Israel. Mặc dù thông tin này thoạt nhìn có vẻ không hợp lý, nhưng nó lại phù hợp với cách Iran đang xử lý tình hình hiện tại. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani đã khẳng định rằng Tehran sẽ khiến Israel phải trả giá cho hành động của mình bằng một động thái hợp pháp và quyết đoán. Những tuyên bố như vậy được lựa chọn đưa ra một cách cẩn thận, cho thấy Iran đang tìm cách duy trì vị thế của mình mà không gây gia tăng căng thẳng. Việc Iran đến nay chưa hành động có thể được giải thích qua nhiều yếu tố. Thứ nhất, chính quyền mới của tổng thống Pezeshkian vẫn chưa ổn định để đưa ra các quyết định lớn. Ngoài ra, Iran có thể đang tính toán kỹ lưỡng về thời gian và quy mô của phản ứng thay vì hành động vội vàng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã sơ tán các cơ sở tình báo và an ninh quan trọng của Israel tại Tel Aviv, chứng tỏ rằng Israel cũng đang chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất về khả năng tấn công từ Iran. Thứ hai, Iran có thể không muốn làm bên phá đám khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Hamas và Israel đang diễn ra với sự can thiệp của nhiều quốc gia trong khu vực và Mỹ. Iran có thể đang cân nhắc kỹ lưỡng về quy mô của cuộc tấn công trả đũa, đặc biệt khi thủ lĩnh Hamas Haniyeh bị ám sát. Bên cạnh đó, Tehran hiện cũng đang theo dõi chặt chẽ tiến trình ngoại giao quốc tế. Các cuộc đàm phán để đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin ở Gaza có thể là yếu tố quyết định trong việc Iran quyết định hành động. Phái bộ Liên Hợp Quốc của Iran tại New York đã khẳng định rằng ưu tiên của Iran là thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng nếu cần thiết, Iran sẽ có phản ứng kịp thời và không gây hại đến tiến trình ngừng bắn. Như vậy, yếu tố then chốt sẽ là tiến triển của các cuộc đàm phán tiếp theo giữa Hamas và Israel. Nếu Israel đưa ra đảm bảo tại các cuộc đàm phán rằng sẽ không tấn công Liban và rút quân khỏi giải Gaza, Iran có thể hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ kế hoạch trả đũa. Trong bối cảnh đó, Tehran hiểu rõ rằng kết quả của các cuộc đàm phán này có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, đặc biệt là cơ hội của ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris. Iran cũng đã tăng cường đối thoại với Jordani và các quốc gia trong khu vực để đảm bảo lợi ích của mình. Ông Badrakuma cho rằng Iran cũng không muốn xung đột, đặc biệt là khi nước này đã thành công trong việc giảm tổn thất và đảo ngược tình thế với Israel. Hình ảnh quốc tế của Israel đang bị ảnh hưởng do thương vong dân sự lớn ở Gaza và Tehran có thể tận dụng điều này để đạt được các mục tiêu của mình mà không cần sử dụng đến vũ lực. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của Iran hiện nay là gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây và cải thiện nền kinh tế. Tổng thống Pezeshkian đang ưu tiên quan hệ với phương Tây và các chỉ dấu cho thấy Iran đang hướng tới một chính sách ngoại giao mang tính xây dựng với các cường quốc phương Tây. Trước tình hình trên, Iran có thể sẽ kiềm chế và tiếp tục hành động khôn khéo để duy trì vị thế của mình trên trường quốc tế. Theo Reuters, công tố viên Karim Khan của tòa án hình sự quốc tế ICC yêu cầu các thẩm phán khẩn trương ra quyết định về lệnh bắt giữ đối với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant. Trong hồ sơ tòa án được công bố mới đây, công tố viên Khan đã kêu gọi các thẩm phán cân nhắc lệnh bắt giữ đối với các quan chức Israel và các thủ lĩnh Hamas không nên trì hoãn. Ông Khan cảnh báo bất kỳ sự chậm trễ vô lý nào trong những thủ tục này đều gây ảnh hưởng bất lợi cho quyền của các nạn nhân. Ông Khan nhấn mạnh ICC có thẩm quyền đối với những công dân Israel phạm tội ác tàn bạo ở những vùng lãnh thổ của Palestine và yêu cầu các thẩm phán bác bỏ những thách thức pháp lý do hàng chục chính phủ và các bên khác đưa ra. Công tố viên Khan viết trong hồ sơ, luật quy định tòa án có thẩm quyền trong tình huống này, bác bỏ các lập luận pháp lý dựa trên các điều khoản trong hiệp định Oslo cũng như việc Israel nói nước này đang tiến hành cuộc điều tra riêng về các cáo buộc phạm tội ác xung đột. Các công tố viên của ICC lập luận có căn cứ hợp lý để tin rằng Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Gallen cũng như Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, chỉ huy quân sự Mohammed al-Masli và một số thủ lĩnh chính trị khác của Hamas là ông Ismail Haniyeh phải chịu trách nhiệm hình sự về cáo buộc phạm tội ác xung đột và tội ác chống lại loài người. Quyết định của ông Khan dĩ nhiên bị giới chức chính trị ở Israel lên án một cách nhanh chóng. Cựu Tổng tham mưu trưởng Benny Gantz, thành viên nội các chiến tranh Israel, cùng các ông Netanyahu và ông Galen đã chỉ trích thông cáo của ICC. Ngoại trưởng Israel Israel Katz cho biết, một ủy ban đặc biệt sẽ được thành lập ở Israel để chống trả và làm việc với các nhà lãnh đạo thế giới để đảm bảo rằng bất kỳ lệnh nào như vậy sẽ không được thực thi đối với lãnh đạo Israel. Đồng minh Mỹ của Israel đã tuyên bố sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt đối với ICC nếu lệnh bắt các quan chức Israel được ban hành. Phía Hamas cũng chỉ trích lệnh bắt, quan chức cấp cao của Hamas Sami Abu Zuri nói với hãng tin Reuters rằng quyết định của công tố viên ICC đánh đồng nạn nhân với kẻ hành quyết. ICC không có lực lượng cảnh sát hoặc cơ chế thực thi riêng, nhưng các lệnh bắt giữ sẽ hạn chế nghiêm trọng quyền lựa chọn đi lại của những người bị truy tố. 124 quốc gia thành viên của ICC sẽ có nghĩa vụ bắt giữ họ và ngay cả những nước không phải là thành viên cũng sẽ chịu áp lực phải thực hiện việc bắt giữ. ICC có trụ sở tại The Hague, Hà Lan, được thành lập năm 2002 để điều tra các tội ác nghiêm trọng nhất, trong đó có diệt chủng, tội ác xung đột và tội ác chống loài người. Không giống tòa án công lý quốc tế ICJ, ICC không truy tố các quốc gia mà chỉ nhắm vào các cá nhân.